thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu với 12 tiêu chí cụ thể. Thời gian qua, chi bộ trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái có nhiều cách làm hay sáng tạo để xây dựng chi bộ kiểu mẫu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Khi bắt tay xây dựng chi bộ kiểu mẫu, chi bộ trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong coi đây là mục tiêu động lực giúp nhà trường nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng cũng như chất lượng dạy và học. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động giảng dạy phải chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến, chi bộ nhà trường cũng đã linh hoạt bố trí thời gian, thời điểm sinh hoạt chi bộ, đảm bảo không bị gián đoạn. Đặc biệt là việc áp dụng công nghệ số trong hoạt động sinh hoạt chi bộ. Việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu này thì tôi nhận thấy là thứ nhất là nâng cao được cái sức chiến đấu và cũng như cái năng lực lãnh đạo của chi bộ. Và thứ hai là nâng cao cái chất lượng đội ngũ của đảng viên trong chi bộ nhà trường. Cụ thể như là về tư tưởng chính trị, này, về đạo đức lối sống, về tinh thần trách nhiệm cũng như hiệu quả công việc của từng đảng viên. Và thứ ba là chi bộ sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của các cấp trên. Thông qua việc phê bình và tự phê bình, mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ đều nhận thấy ưu điểm để tiếp tục phát huy, nhận biết, hạn chế và chủ động đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời. Nhờ đó, nhiều năm qua, chi bộ nhà trường không có đảng viên sai phạm. Nội bộ ngày càng đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, góp phần vào thành tích chung của nhà trường. Hàng năm, 41 đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2020-2021, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã có trên 30 học sinh đạt các giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Một học sinh đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Hai học sinh đạt giải cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh. Nhà trường cũng đã có 46 học sinh tham gia cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL với số lượng đông nhất tỉnh. Qua một năm xây dựng chi bộ kiểu mẫu thì chúng tôi thấy là cũng đạt được rất nhiều những cái kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là cái việc nâng cao cái nhận thức, ý thức của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ đối theo như cái quy định số 10 của tỉnh ủy. Thế và các đồng chí đảng viên trong chi bộ thì các đồng chí cũng đã chủ động tích cực trong cái việc nghiên cứu các chỉ thị nghị quyết của các cấp cũng như là cái kế hoạch hoạt động của chi bộ trong các từng tháng. Và tập trung nghiên cứu sau đó chuẩn bị các ý kiến để thảo luận trong cái buổi sinh hoạt của chi bộ. Sau một năm triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu do thành ủy phát động, chi bộ trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong vinh dự là một trong 15 chi bộ tiêu biểu được thành ủy Yên Bái khen thưởng biểu dương. Nhờ xây dựng chi bộ kiểu mẫu nên chất lượng sinh hoạt chuyên đề ngày càng được phát huy, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 với số lượng học sinh giỏi các cấp tăng hàng năm.